Phong tỷ đồng viên tiếp tục gửi lời chào thân ái đến tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi cái kênh YouTube tư vấn hồ sơ phong tỷ của Phong tỷ đồng viên. Và ngày hôm nay thì tiếp tục với những chuỗi video mà Phong tỷ đồng viên hướng dẫn các anh chị trải nghiệm cũng như là nắm bắt được những cái hạng mục trong bộ hồ sơ nguyên thủy. Đây là một trong những hạng mục hồ sơ vô cùng quan trọng để giúp cho các anh chị làm nhà đã trở nên tốt đẹp nhất cũng như là hanh thông nhất và đảm bảo tất cả những yếu tố về tài lộc rồi là sự hòa hợp hay là yếu tố về gia đạo thì được quyết định thông qua việc mà chúng ta tối ưu cái bộ hồ sơ nguyên thủy này như thế nào. Ngoài những cái hồ sơ khác để làm nhà thì chúng ta biết chúng ta có nhiều hồ sơ khác nhau, các anh chị đồng ý mà, từ hồ sơ thiết kế cơ sở rồi hồ sơ kỹ thuật thi công như là hồ sơ kiến trúc kết cấu dự toán điện nước thì tất cả những bộ hồ sơ này thì bất cứ công ty kiến trúc nào cũng có thể làm được, xin thưa các anh chị. Nhưng với cái việc là ứng dụng yếu tố về phong thủy và kiến trúc hiện đại, đảm bảo yếu tố về thẩm mỹ, đảm bảo yếu tố mong muốn mong cầu của các anh chị đối với cái mặt bằng công năng của gia đình mình với cái nhà của mình thì nó không thể thiếu, đó chính là bộ hồ sơ thủy. Và duy nhất tại Phong tỷ đồng viên chúng tôi đang có những phương án nghiên cứu và tối ưu cái bộ hồ sơ thủy đã trở nên thiết thực nhất đối với cái căn nhà của anh chị thông qua cái việc chúng tôi đã trải nghiệm, hướng dẫn và thực nghiệm với rất nhiều các gia đình khác nhau. Và hiện tại tất cả các anh chị, tất cả các học viên khách hàng sử dụng bộ hồ sơ thủy đồng viên cho đến ngày hôm nay thì họ đều được có những cái phương án tốt nhất, làm nhà trở nên hay thông nhất. Và hàng ngày chúng tôi nhận được rất nhiều những lời cảm ơn của các anh chị đó. Thông qua video này thì Phong tỷ đồng viên cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã sử dụng những cái dịch vụ của Phong tỷ đồng viên cung cấp. Và những anh chị nào chưa từng sử dụng những cái trải nghiệm dịch vụ sản phẩm Phong tỷ đồng viên thì chúng ta hãy ra quyết định gọi điện đến cái số hotline 1900292 bấm nhánh số 2 để Phong tỷ đồng viên hướng dẫn các anh chị cụ thể hơn nữa nhé. Và ngày hôm nay thì Phong tỷ đồng viên sẽ đi vào hạng mục thứ 9 và mục thứ 10 trong bộ hồ sơ thủy để các anh chị có thể nắm được thêm về những cái hạng mục quan trọng trong bộ hồ sơ thủy như nào. Hạng mục thứ 9 trong bộ hồ sơ thủy đó chính là cái phương án liên quan đến bố trí các cái vật phẩm pháp khí phong thủy trong cái mặt bằng công năng của gia đình anh chị. Những cái anh chị biết rằng là khi thiết kế về cái công năng phong thủy để mà đạt được cái yếu tố tối ưu và hài hòa về yếu tố kiến trúc hiện đại, tức là chúng ta đảm bảo yếu tố về kiến trúc và vẫn đảm bảo yếu tố về thẩm mỹ hiện đại thì nó sẽ khó, rất khó, và một số trường hợp là nó khó đạt được những cái tiêu chí trong phong thủy. Do đó rằng là cái việc mà chúng ta gượng ép theo cái yếu tố của phong thủy để đạt yếu tố phong thủy mà làm phá vỡ yếu tố kiến trúc, đấy là một trong những cái sai lầm rất lớn, khiến cho việc mà gia chủ trở nên là vô cùng khó khăn với việc kết hợp giữa vị trí là ông thầy phong thủy và vị trí là bên kiến trúc sư xây dựng. Người thầy phong thủy rằng là mày phải làm như thế này thì mới đạt yếu tố phong thủy, nhưng gia chủ trao đổi với kiến trúc sư không thể làm được như thế được, nó phá vỡ yếu tố về thẩm mỹ và kiến trúc làm đến rất xấu. Đấy. Rồi là đơn vị kiến trúc thì vẽ được cái mặt bằng công năng thì nhìn có vẻ sáng sủa, nhìn có vẻ nó khoa học, nhưng mà thực tế là phân tích ra thì nó sai mất rất nhiều những yếu tố về phong thủy. Do đó để mà cân đối cái việc này thì nó cần phải có một đơn vị có cái sự nghiên cứu chuyên sâu và có một cái sự thực nghiệm sâu sắc đến với tùy nhiều cái trường hợp khách hàng khác nhau, nhiều gia chủ khác nhau để đưa ra được cái kinh nghiệm thật là tốt nhất. Thì thực tế Phong thủy Thái Nguyên là một trong những đơn vị đi đầu. Thì cái việc mà khi mà thiết kế ra một cái công năng ngôi nhà nó đảm bảo yếu tố về kiến trúc hiện đại thì đôi khi nó sẽ khó để mà đạt được những cái tiêu chí trong phong thủy. Tuy nhiên những cái tiêu chí này chỉ là những cái tiêu chí mà nó sơ bộ thôi, còn những cái nguyên tắc quan trọng trong phong thủy thì tất nhiên đã được khắc phục ngay từ ban đầu rồi. Thì các anh chị thông qua việc chúng tôi tư vấn các anh chị sẽ hiểu sâu hơn. Thì với cái việc mà để chúng ta tối ưu hơn về yếu tố phong thủy như thế thì bằng cách đấy chúng ta sẽ sử dụng những cái vật phẩm và những cái món pháp khí trong phong thủy để mà nó cân đối lại và tạo ra những cái yếu tố về hòa hợp, tạo ra yếu tố về tài lộc, tạo ra những yếu tố về tốt đẹp hơn, giúp cho trường khí của ngôi nhà chúng ta trở nên tốt hơn và đảm bảo cái yếu tố về sức khỏe, đảm bảo yếu tố về quý nhân tương trợ hay đảm bảo yếu tố về hòa hợp rồi quan lộc trong ngôi nhà nó trở nên tốt nhất, giúp cho căn nhà chúng ta nó vừa đẹp về thẩm mỹ, nó vừa hài hòa về không gian và nó đẹp cả về yếu tố phong thủy nữa. Thì cái việc này vô cùng quan trọng và cần phải có cái phương án xử lý rất là linh hoạt, cao tay thì mới có thể xử lý được. Như vậy là khi với cái dựa trên cái mặt bằng liên quan đến bố trí vật phẩm phong thủy đối với tất cả các sàn các tầng như thế này, trên đây được chú thích rất rõ thông qua việc đặt những cái vật phẩm ở đâu, ví dụ như là vị trí ban thần tài ở đâu cũng sẽ có, vị trí kết sắt ở đâu cũng sẽ có, rồi là treo ảnh cưới ở đâu chúng tôi cũng hoàn toàn có thể đưa ra giúp các anh chị trở nên một cách kỹ lưỡng nhất. Đặt bàn học các cháu ở đâu sao cho đúng vị trí các bàn xương, hay là sử dụng các phương án để kích hoạt cái yếu tố về hòa hợp tình duyên tài lộc bàn xương như thế nào đều được thể hiện rất rõ trong cái mặt bằng liên quan đến cái bố trí vật phẩm phong thủy như thế này. Dựa trên việc đấy các anh chị sẽ nắm được gì? Các anh chị sẽ nắm được bố trí các vật phẩm kích hoạt tài lộc trong ngôi nhà cho từng tầng, cho từng phòng luôn, rồi là sắp đặt các vật phẩm phong thủy hóa sát
giúp cho hóa giải những cái sát khí, hóa giải những cái ngoại sát nó thật tốt, hay là sắp đặt các vật phẩm để mà kích hoạt cái quý nhân, hay là kích hoạt cung hòa hợp của gia đình mình để giúp cho tình duyên hòa hợp của nhà trở nên tốt hơn, hay là sắp xếp các vật phẩm để tăng cường sức khỏe kỵ tà và tăng cường cái yếu tố về vượng khí trong ngôi nhà, thì đều được thể hiện trong mắt bát bằng liên quan đến bố trí vật phẩm thủy như trên. Thì thông qua cái việc này thì các anh chị cũng sẽ thấy rằng là nó rất là hợp lý để vừa mang yếu tố hài hòa về không gian, vừa mang yếu tố về tốt về yếu tố phong thủy nữa, thì việc này cũng quan trọng. Còn dĩ nhiên những cái phương án liên quan bất di bất dịch, những nguyên tắc không để bỏ qua trong yếu tố phong thủy thì đã được giải quyết ngay trong cái phương án về mặt bằng công năng tổng quan rồi, thì các anh chị sẽ biết đi điều đấy. Rồi bước sang cái phương án thứ 10 trong bộ phong thủy, đó phương án liên quan đến bố trí không gian văn thờ. Đây là một trong những hạng mục vô cùng quan trọng và nhận được vô cùng nhiều cái yếu tố quan tâm của các anh chị và các bạn trong cái việc là nhà. Ngay cả cái việc mà các anh chị chưa hề biết đến phong thủy Tây Nguyên, thì chúng tôi hàng ngày nhận được vô vàn nhiều các câu hỏi của các anh chị về cái việc là tuổi của các anh chị như thế này thì bố trí văn thờ như thế nào, hay là nhà của anh chị hướng này thì bố trí văn thờ như thế nào, hay vô vàn những cái nguyên tắc khác, nhưng thực tế nó không phải như thế. Thì thông qua các bộ sông thủy thì các anh chị cũng sẽ nắm được cái việc là bố trí đối với không gian thờ làm sao. Từ cái việc đầu tiên đó là cái việc ví dụ chẳng hạn nhà các anh chị nhà ống mà có cái không gian thờ tự riêng, hay là đối với việc nhà anh chị là nhà thổ cư không có không gian thờ riêng mà chúng ta gắn bàn thờ treo, thì nó đều căn cứ trên nhiều cái yếu tố khác nhau các anh chị ạ, chứ không phải rằng là tuổi tôi như thế này tôi đặt bàn thờ hướng nào, hay là nhà tôi hướng này tôi đặt bàn thờ hướng nào, nó không chỉ dựa trên những yếu tố đấy đâu, nó phải dựa trên nhiều yếu tố khác nữa, từ cái cách cục tổng quan của các phòng ban liên quan phòng thờ như thế nào, tuổi các anh chị làm sao, hướng nhà là hướng gì, tọa bao nhiêu độ, hướng bao nhiêu độ thì mới có thể đưa ra được cái phương án sắp xếp cái vị trí, tìm cái vị trí đặt phòng thờ sao cho nó vượng các nhất. Đây là một trong những công năng vô cùng quan trọng, và trên đó chúng ta biết là chúng ta sẽ bố trí cái ban thờ như thế nào, thì ở trên cái bộ sông thì cũng sẽ có bài trí kỹ lưỡng liên quan đến cái mặt bằng trên cái bố trí cái không gian thờ theo lối thờ, đây là lối thờ ngũ sự, tức là tiền lưu hậu đỉnh. Hay chúng ta có thể là có cái phương án khác, đó là bày thờ lối tam sự, tức là bao gồm là lưu hương, chân nến và đèn, thì được thể hiện rõ ở trên cái mặt bằng bố trí hướng dẫn như này rất là chi tiết. Thì dựa trên cái việc này thôi, các anh chị sẽ trở nên yên tâm hơn với việc là ban thờ chúng ta như vậy, chúng ta thờ bao nhiêu bát hương, vị trí sắp xếp các bát hương như thế nào, hay là chúng ta sẽ đặt các cái phần bài trí về cái vật phẩm tâm linh trên đấy làm sao, nó được thể hiện rất rõ. Thì với cái việc này các anh chị sẽ nhận được thì các anh chị sẽ nhận được cái mô hình hướng dẫn bài trí về ban thờ để dễ hiểu và trực quan nhất. Tiếp theo là những cái lưu tâm quan trọng trong việc bài trí ban thờ để tạo sự tôn nghiêm và phù hợp với từng cái điều kiện kinh tế của tùy các gia chủ, chứ không phải là nó gò ép theo một cái nguyên tắc cố định, thì việc đấy nó khiến cho các anh chị trở nên khó ứng dụng. Thì trên đây là tiếp tục hai hạng mục mà phong thủy viên chia sẻ với các anh chị, bao gồm là hạng mục thứ 9 là ứng dụng sử dụng các vật phẩm phong thủy bố trí cho các không gian mặt bằng các anh chị như nào. Thì để đảm bảo yếu tố về kiến trúc, đảm bảo về yếu tố phong thủy nữa, thì chúng ta cần có một cái phương án thêm, đó là sử dụng món pháp khí để nó tạo cái sự hài hòa cao nhất. Ngoài ra việc bố trí không gian thờ, việc bố trí ban thờ như nào, thì đây đều là những cái phần vô cùng quan trọng không thể thiếu trong bộ sơ phong thủy. Mà nếu như một người thầy phong thủy không tư vấn tới các anh chị điều này thì nó chỉ khiến cho các anh chị trở nên lo lắng mà thôi. Để tránh lo lắng, hãy để phong thủy viên giải quyết cái điều đấy giúp các anh chị nhé. Thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua cái việc các anh chị có thể là để lại thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như số điện thoại dưới phần bình luận, thì đội ngũ trợ lý của chúng tôi sẽ tương tác trao đổi với các anh chị một cách kỹ lưỡng nhất. Các anh chị cũng có thể gọi đến số 1900292 bấm nhanh số 2 để được tư vấn chi tiết, hoặc lên trực tiếp văn phòng chúng tôi tại phòng 510 tòa nhà 3T đường Hoàng Đạo Thúy, cầu Giấy, Hà Nội. Phong thủy viên sẽ hướng dẫn các anh chị. Các anh chị hoàn toàn để chủ động truy cập thêm vào website thayphongthuyviên.com để xem lại những cái hạng mục của bộ hồ sơ cũng như bộ hồ sơ thông thủy mẫu, từ đó để có cái phương án quyết định cho mình cách tốt nhất. Quan trọng trong cái việc làm nhà dựng cửa, đó là chúng ta đánh giá yếu tố vận khí của đất. Dựa trên yếu tố vận khí đất rồi, chúng ta xây dựng cái bộ hồ sơ thủy thì ngạc nhiên các anh chị sẽ thấy việc làm nhà các anh chị trở nên vô cùng dễ dàng. Điều này là điều phong thủy viên cam kết. Xin cảm ơn các anh chị và Đức Trung hẹn gặp lại các anh chị trong chuỗi video tiếp theo. Xin chào.